nghệ nhé. Và cũng để lấy lại một không khí vui tươi thì Hoài Phương xin được góp vui thêm một bài hát nữa, và sau đó thì xin được mời phần biểu diễn từ phía của các bạn cũng như là các cô chú anh chị còn lại. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm được mang tên Mùa Chim Én Bay. Dạ vỗ tay đi ạ, giờ cuối rồi ạ. Trời chim én điện cây nảy đây trôi xanh mây trắng bay in lành em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man em là cánh én màu trao xuống giữa đời anh cho lòng anh sao đông thành mùa xuân ngọt ngào em về em lại xa mùa xuân cũng ở lại bên anh em gần mãi nên đời vẫn đời vẫn xuân chim én điện cây đầy đầy trôi xanh mây trắng bay yên lành em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man em là cánh cho lòng anh sao đông thành mùa xuân ngọt ngào em về em lại xa mùa xuân cũng ở lại bên anh em gần mãi nên đời vẫn xuân chào em về em lại xa mùa xuân cũng ở lại bên gần mãi nên đời vẫn xuân chào. Dạ xin được cảm ơn tất cả quý vị ạ. Và để nối tiếp cho chương trình hôm nay, cho phép em xin được mời anh Sáu Tài. Dạ em mời anh Sáu Tài với một bài hát tự chọn ạ. Dạ xin được mời anh Sáu. Sau phần trình bày của anh Sáu thì xin được mời nam ca sĩ Tuấn Hưng chuẩn bị. Dạ rồi anh Sáu Tài đang ở đâu ạ? Dạ anh Sáu Tài ở đâu ạ? Có không ạ? Dạ rồi trong thời gian chờ đợi anh Sáu Tài chuẩn bị bài hát thì cho phép em xin được mời nam ca sĩ Tuấn Hưng đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã lặn lội đường xa và nán lại cho đến giờ phút cuối để phục vụ cho tất cả quý vị. Mời nam ca sĩ Tuấn Hưng. Alo. Đầu tiên luôn.
karaoke thì em ca này không quen.